Còn bây giờ xin được chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế đáng quan tâm. Giới chức Mexico cho biết ít nhất 11 người đã bị thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ tấn công vũ trang nhằm vào một khách sạn và hai quán bar ở thành phố Celaya thuộc bang Guanajuato ở miền trung của nước này. Theo Reuters, một nhóm khoảng 15 đối tượng có vũ trang đã xông vào khách sạn Gala và nổ súng sau đó phóng hỏa. Nhóm người này sau đó thực hiện hành vi tương tự ở hai quán bar lân cận. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy ít nhất là 50 tiếng súng. Thông tin ban đầu cho thấy có khả năng thủ phạm vụ tấn công là băng nhóm Santa Rosa de Lima, với mục tiêu là những người được cho là ủng hộ băng nhóm đối thủ Cartel de Jalisco Nueva Generación. Từ nhiều năm nay, hai tổ chức tội phạm đã tranh chấp để kiểm soát lãnh địa buôn bán ma túy, tống tiền và trộm cắp xăng dầu. Từ năm 2018, Guanajuato, bang đông dân thứ 6 của Mexico, đã trở thành điểm nóng bạo lực tội phạm của cả nước. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2022, nhà chức trách đã ghi nhận 993 vụ giết người có chủ đích tại Guanajuato, khiến bang này trở thành bang bạo lực nhất của Mexico.